Trên lĩnh vực tài chính, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, ước đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, tổng dư nợ cấp tín dụng trên địa bàn ước đạt trên 340.000 tỷ đồng, tăng 2,25% so với đầu năm. Trong đó, nợ xấu ước chiếm 0,87% trên tổng dư nợ cho vay. Dư nợ cấp tín dụng bao gồm giá trị các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ước đạt 2.200 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay ước đạt hơn 338.000 tỷ đồng, tăng 2,28% so với đầu năm. Theo thống kê, lãi suất cho vay bình quân của Ngân hàng Thương mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 9,4 đến 11,2% một năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng Việt Nam đồng đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 4,7% một năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là 5,5% một năm. Từ ngày 6 tháng 3 vừa qua, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm từ 0,2% đến 0,5% một năm đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng so với mức lãi suất niêm yết của từng ngân hàng. Việc giảm lãi suất huy động nhằm giúp cho các ngân hàng thương mại giảm chi phí, qua đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. Nhờ đó, lãi suất cho vay bình quân phát sinh mới đã giảm 0,43% một năm. Đã có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay bình quân.